Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News, và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, sau những lùm xùm với nữ ca sĩ Thủy Tiên, Antifan tiếp tục đòi tẩy chay Ninh Dương Lan Ngọc trong chương trình 7 nụ cười xuân, và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Drama giữa nữ ca sĩ Thủy Tiên và bộ ba Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngọc Trinh có vẻ như vẫn chưa đi đến hồi kết. Có thể thấy Ninh Dương Lan Ngọc đang là gương mặt chịu ảnh hưởng bởi lùm xùm này nhiều nhất. Nữ diễn viên gái già lắm chiêu không chỉ bị cư dân mạng tấn công trên trang cá nhân, mà các sản phẩm có Lan Ngọc tham gia hay làm đại diện cũng bị chịu ảnh hưởng ít nhiều. Bên cạnh đó, chương trình mà Lan Ngọc tham gia hiện tại là 7 nụ cười xuân cũng bị anti-fan tràn vào kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên. Một số bình luận trong tập phát sóng mới nhất vào ngày 7 tháng 12. Tẩy chay chương trình có Ninh Dương Lan Ngọc, xin mời chị Ngọc giả chân rời khỏi chương trình này. Từ nay không có chương trình này nữa vì có Ninh Dương Lan Ngọc. Có thể thấy lùm xùm với Thủy Tiên đã ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của Lan Ngọc. Dù quản lý của nữ diễn viên hay phía Thủy Tiên đã lên tiếng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng sự việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Với góc máy khá khuất như thế này thì netizen cũng không thể thấy rõ được biểu cảm cũng như hành động của Thủy Tiên hay Lan Ngọc, nên khoan hãy vội đánh giá rằng nữ diễn viên gái giản lắm chiêu tỏ thái độ với đàn chị. Thôi thì hãy coi lùm xùm lần này như một bài học để mọi người rút kinh nghiệm cùng nhau. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí D News để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!